Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Binh Đát, người Su-a, bèn đáp rằng: Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa. Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của Ngài. Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao? Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sinh ra, sao cho là trong sạch được? Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay. Phương chi loài người vốn giống như con sâu, và con cái loài người giống như một con dòi bọ. Chương 26. Gióp cất tiếng đáp rằng: Ngươi đã phù trợ kẻ không quyền giường nào, tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực, khuyên luận kẻ vô tri và tỏ biết bao sự khôn sáng chân thật. Ngươi đã giảng luận cho ai? Linh hồn của ai bởi ngươi mà ra? Kẻ qua đời run rẩy, dưới nước lớn và muôn vật ở đó cũng vậy. Âm phủ bày lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời, và vực sâu không màn che khuất. Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, treo trái đất trong khoảng không không. Ngài ém nước trong các án mây Ngài, mà án mây không bước ra vì nước ấy. Ngài che khuất bề mặt của ngai Ngài và trải mây Ngài ở trên nó. Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau. Những trụ của các tầng trời rúng động và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa. Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên, và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ Ra-háp. Thần Chúa điểm trang các tầng trời, tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẻ. Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài. Ta được nghe tiếng nói về Chúa sầm xì nhỏ thay, nhưng ai hiểu rõ tiếng sống của quyền năng Ngài? Chương 27. Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình mà rằng: Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, đấng toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng. Tôi chỉ sinh mạng của Ngài mà thề rằng: hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi, và sinh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi, quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối. Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải. Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Tôi giữ chặt sự công bình mình, không rời bỏ nó. Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi. Ước gì cừu địch tôi bị xử như kẻ ác, và kẻ dấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình. Dẫu kẻ ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi. Vậy sự trông cậy kẻ ác là gì? Khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn, Đức Chúa Trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao? Có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi đấng toàn năng và thường thường cầu khẩn Đức Chúa Trời sao? Tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm, không giấu các bạn ý của đấng toàn năng. Này, chính các bạn đã thấy điều đó. Vậy nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia? Này là phần mà Đức Chúa Trời định cho kẻ ác, và cơ nghiệp của kẻ cường bạo nhận lãnh từ đấng toàn năng. Nếu con cái hắn thêm nhiều, ấy để cho gươm giết, còn dòng dõi hắn ắt không ăn cho no nê được. Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập, và người quá bụa hắn sẽ không than khóc. Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi, sắm sửa quần áo nhiều như buồn, thật hắn sắm sửa xong rồi ra người công bình sẽ mặc lấy, còn bạc kẻ vô tội sẽ chia nhau.
người cất nhà mình như ổ sâu trùng, như chòi mà người giữ vườn nho thường cất. Hắn nằm xuống giàu có, song sẽ chẳng được liệm. Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa. Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước luộc. Bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm. Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất. Một luồng giông lớn rứt hắn đi khỏi chỗ hắn. Đức Chúa Trời giáng tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy. Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay Ngài. Người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn. Thi Thiên 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Chương 6. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Galilê, là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Và lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đống người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa. Ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng: Người này thật là đấng tiên tri, phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giê-xu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 hectare, thấy Đức Chúa Giê-xu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Chúa Giê-xu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi.
Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: Thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là, hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng: Ấy chẳng phải là Giê-xu, con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chớ lầm bầm với nhau. Ví bằng Cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng: Lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giêsu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Capernaum. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: Lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giêsu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào?
ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ. Vả, Ngài nói về Giu-đa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Chương 7. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Vả, ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ liều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai làm kín giấu việc gì, vì Thầy làm những sự đó hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Galilee. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín dấu không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào, người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói, ấy là một người lành. Kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta, có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình. Nhưng kẻ tìm vinh hiển của đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp, cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi. Phép đó không phải bởi Môi-se nhưng bởi tổ tông, và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là đấng Christ. Thế mà chúng ta biết người này từ đâu lại, song khi đấng Christ sẽ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng, các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài, vì ta từ Ngài đến và Ngài là đấng đã sai ta đến. Vậy họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng nhiều kẻ tin Ngài nói rằng, khi đấng Christ đến sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng?
người Pha-ri-si nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, cắt lính đi bắt Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng: Thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Grec và dạy dân Grec chăng? Người đã nói rằng các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói: Người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: Ấy là đấng Christ. Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Galilê mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Vậy dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pha-ri-si. Những người này hỏi họ rằng: Sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng: Chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pha-ri-si nói rằng: Các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pha-ri-si tin đến người đó chăng? Song lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa. Ni-cô-đem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giê-xu và làm một người trong đám họ, nói rằng: Luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng: Ngươi cũng là người Galilê sao? Ngươi hãy tra xét sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilê mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.